Kính mời lựa cô độc xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Cũng như thường lệ thôi, vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều các ngày 24/6 và 357 em sẽ lên một bài về những chiếc hộp quẹt. 357 thì em sẽ lên một bài về những chiếc Jippo, còn 246 sẽ em ra một bài về những chiếc hộp quẹt độc lạ xưa cho anh em chơi và sưu tầm. Anh em đam mê về hộp quẹt xưa, quẹt độc lạ thì hôm nay là thứ sáu thì em sẽ lên về những chiếc hộp quẹt độc lạ xưa cho anh em sưu tầm và mua về sử dụng nha. Anh em chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký, bấm nút đăng ký kênh chữ đỏ đỏ phía dưới, anh em nhấp vào đó và nhấp vào cái chuông luôn, đợi mà khi ra bài mấy anh em sẽ nhận được thông báo kịp với anh em. Còn anh em đăng ký kênh rồi hãy nhớ cho em được like và được chia sẻ để tạo cho em thêm động lực để em ra nhiều bài mới cho anh em. Bài hôm nay là bài thứ 91A. Anh em nào muốn giao lưu hãy cho biết số bài và mã số mấy trong bài. Và sự như hôm nay anh em chọn cái combo này là mã số 1, anh em ghi là 91A/1 em sẽ hiểu nha. Rồi qua anh em muốn mua hàng thì hãy gọi lại số điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại thì em để dưới màn hình, cũng là Zalo của em luôn. Anh em chụp màn hình gửi qua Zalo hoặc là anh em cứ ghi là 91A/1 em sẽ hiểu là cái bài đó cho anh em mình nhanh, để em ghi trong sổ thì quá nó em dập sổ ra là em biết còn hay là đã bán rồi nha. Rồi buổi chiều thì tối thì em xin chúc mấy anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thật thoải mái vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi em cũng đi nhanh đây nha. Mã số 1 là 200.000, 200k gồm một combo, không biết bao nhiêu cây đây. Em quay lướt thôi, những cái combo này thì em bán giá như lấy phí ship vậy thôi, không lãi. Do đó em quay lướt thôi. Cây này của Trung Quốc, được sản xuất vào những năm 80, xài xăng đá. Tình trạng thì mới, tình trạng thì xài lướt, xài lướt à. Một cây số 1, nguyên combo nó lên gì thì đây là những cây, cây này cũng là cây ga, cây C số 2. Cây này cũng là gai C của Trung Quốc luôn. Số 3, anh em mua về chân cũng đẹp. Cái này thì không thấy đóng mộc gì hết, hình 5 ngôi sao, lắc trái nha, hoạt động bình thường. Cái máy cái này thời gian thì hư thì anh em bỏ thôi, để chân. Cái này cũng hoạt động bình thường, lửa khe. Cái này cũng không đóng một mã luôn, mã cái lớp đồng đỏ. Tôi biết ở đây thấy ga, cái này cũng không có mộc luôn nha, nó chỉ mộc. Cái này khó hiểu, kệ đi. Rồi ở dưới là hai cây quẹt Nhật, xài ga, xài xăng đá. Cây này thì được sơn màu trắng, tình trạng mới chưa qua sử dụng. Đây, cây này thì được lắc cái mã bạc, lắc thương hiệu của Nhật nha, tình trạng mới luôn. Mấy cái này chắc em nghĩ là chắc mã bạc thôi chứ không phải bạc khối đâu. Rồi ok, sạch sẽ. Rồi combo này giao lưu với anh em là 200.000 mã số 1. Đi nhanh thôi, mấy cái combo này thì không có bao nhiêu tiền cho nó, đi nhanh thôi. Rồi mã số 2 thì cũng là một combo. Combo thứ hai thì 150 nha, 150. Em đem lên đây nha mấy anh. Mấy cái phía dưới này thì em sẽ lên sau. Cái đầu tiên. Cái này chắc hàng của Nhật rồi. Đây. Còn hộp new full box luôn. Không biết phải hàng của Nhật, hàng của nước nào, em không biết chỉ xăng giang vậy. Bên đây là chỉnh tăng chỉnh ga, nút khá bự, hoạt động bình thường. Còn phá ga lại hai ta, em dặn sao phá ga lại. Em nhớ là hoạt động rồi em mới đem lên đây mà, dặn sao nó không hiểu, nãy đang cháy á, đang hoạt động á. Để em mồi thử cái đây. Rồi cạc ga, dặn vô sau cái cạc ga luôn, không hiểu. Rồi số 1 nha, anh em mua về chân, nhưng khi về anh em bấm nó thì sẽ lên ra lại. Số 1 150 nha. Số 2 y như cây nãy, không có mọc gì hết, hình 5 ngôi sao trái. Số 3 trái lửa yếu chiều, không biết còn ra không nữa. Giờ anh em xài được em, anh em cứ để chân. Rồi đây là hai cây quạt Nhật. Những cây này không biết phải má không lẽ cào quá ta, nó là bạc khói. Cái này chắc không phải bạc khói đâu, mã bạc thôi, hàng của Nhật, được sản xuất vào những năm 50-60 thôi. Cái này tình trạng qua sử dụng đẹp nha, không có mớp, sử dụng lớp. Số 2 y như cây nải, cây lắc cây bạc, mã bạc chứ, bánh xe bán, tình trạng chưa qua sử dụng. Rồi ok,
150 nha mấy anh, 150. Mã số 3. Mã số 3 cũng là combo. Đây, cây nải đây, giống như cây nải nha, cũng là 150 luôn nha mấy anh, mã số 3. Tình trạng mới luôn. Còn sử dụng được hay không thì tùy đó. Cây nải sử dụng. Là cây nải nó cháy cháy như vậy nè, nhưng mà không biết dặn dặn sao nó nhạt ra. Cháy bình thường nha. Cũng 150 luôn nha mấy anh, tình trạng mới. Mấy cái hàng rẻ tiền này thì anh em mua về sử dụng một thời gian, anh em xài cái nào được thì xài, mình xài không được thì để chân. Cây số 2 của Trung Quốc. Đây trái. Em không có kiểm tra mấy cái này đâu. Cây số 3 thì không có mọc, nhưng hình con chim gì nè, nổi nha. Nó đẹp quá. Trái bình thường nha. Cây số 4 là cây hoạt nhật. Cây này mắc cái tim này. Anh em về sử dụng tim giúp bô xài vẫn được bình thường nha. Còn mới tin luôn, mắc cái tim mà không biết nó có cái tim hay làm gì không biết. Chắc mua rồi lấy cái tim nó để vô giúp bô. Anh em về lấy cái tim giúp bô anh em xài bình thường. Rồi. Dòng này bây giờ là rẻ rồi đó. Bánh xe thì bán. Cây thứ 5 là cây hoạt nhật có em lên zin nha. Anh em gì em cũng không gành luôn. Tình trạng cũng chưa qua sử dụng luôn. Mới. Bên trong. Mấy cái quẹt nhật. Thương hiệu Star gì. Chắc thì tùm lum chứ. Chuyện một mã rồi. Rồi cũng 150 luôn nha mấy anh. 150.000. Rồi. Em kết thúc cái combo nha. Combo này trả tiền thì giỏi thôi. Đơn giản. Rồi tiếp theo là những cái cây để anh em sưu tầm đây. Rồi những cái em để anh em sử dụng hàng ngày. Đầu tiên là một cái đĩa bàn của Đức. Cái này sản xuất vào những năm 40. Nặng chịch luôn, không biết phải chất liệu nặng quá. Nặng quá quá nặng. Cơ chế thì dễ sử dụng thôi nha. Anh em bấm mấy cây này anh em phải kéo càng sau nha, kéo càng sau vậy nè. Đó. Em cầm trên tay thì hơi khó đó. Anh em kéo càng sau nha, bánh xe còn cực kỳ bén luôn. Cái này tình trạng còn ok scan luôn. Đẹp nha. Ok scan luôn. Như một cây mới. Cái này tình trạng như chưa qua sử dụng với mấy anh em. Tim này nó cháy sáng do bật thôi. Hàng của Đức. Hàng của Đông Đức nha. Colibri. Dòng Colibri thì anh em biết rồi. Hàng của Đông Đức. Cây này của Đông Đức nha. Colibri này. Westman Germany nè. West Germany là của Đông Đức nha. Cái này trăm xăng. Rồi cái này giao lưu với mấy anh em là 1.200.000. Cái này lợi hại cái gì nè mấy anh, mưa quá rồi anh em thông cảm nha. Cái này lợi hại cái nè, để nó không bao giờ lật nha, không lật nha, nó sẽ đứng lên, tự động nó đứng lên nè, nó lắc vậy đứng lên nè, lắc rồi nó chạy hết mấy cái kìa đó, mấy anh em thấy nha, tự động nó đứng lên nè, đó đứng nha, nó trao đảo hồi nó đứng lên á. Ok nha. Rồi 1.200.000. Tiếp theo là một cây đẻ vàng luôn, hình chiếc ly thánh, đẹp nha, hàng của Nhật. Cơ chế ga đá, cây này tình trạng mới chưa qua sử dụng, ga đá còn hộp nha, được sản xuất vào những năm 50, còn hộp nha, hộp những năm cũ, hộp nó gấp ben tà bét hết trơn nè, gấp ben tà bét hết rồi, nhưng mà em để nguyên cái hộp này cho anh em, gấp ben tà bét hết, cái hộp này không quan trọng. Tình trạng mới chưa qua sử dụng. Ga đá. Chỉnh ga được nha, tăng chỉnh ga bình thường nha. Nhảy lửa, tăng chỉnh ga bình thường nha. Ok nha. Nam khóa ga lại luôn cũng được nè. Khóa tắt luôn rồi đó. Nam chỉnh ga đây. Nó lên nhẹ nè. Rồi ok nha. Đây, hàng của Nhật nha. Hàng của Nhật sản xuất nha. Bên trong. Ga đá. Chiếc ly thánh đây. Bên trong. Cái này cái đế nha, cái đế giữ cái hộp quẹt nha mấy anh em. Đó, em để vô đây. Khi ở trong đây nó có cái lẫy nè. Khi nó hơi ấy anh em sử dụng, anh em bẻ bóp cái này vô cho nó cứng cái này với cứng cái kia nha. Hai cái lẫy hai bên nè. Cho nó giữ chặt. Tình trạng thì mới hoàn toàn. Cái này giao lưu với anh em là 1.100.000 nha. 1.100.000 ra đẹp, quay văn đẹp. Quay văn đẹp nha. Rồi 1.100.000 mã số 5. Tiếp theo mã số 6
Mã 6 là dòng lắc này là dòng của Nhật nữa nè. Một combo rồi một cái quạt ga, hai cái cái này hai cái gì ta? Cái nút này nút gì em cũng biết luôn. Cái cài áo, hai này chắc hai cái cài áo quá. Đây. Nam biết cái này chắc cái cài áo hay cài cà vạt hay gì đó. Được. Được lắc được mạ vàng 18k nha. Qua cam thì mấy anh em sẽ thấy rõ, em zoom lại nha. Đây 18k. 18k đóng chuyện đây nha. K18 GB là mã vàng 18k nha. Hàng của Nhật. Cái này tình trạng mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, chưa đụng chạm với mấy cái nút này đều có chạm khắc 18k hết. Cái này hàng nó mới can xà beng, do đó em không test không gì hết, để cho anh em sưu tầm. Còn anh em muốn sử dụng thì em sẽ test. Còn anh em muốn để nguyên như vậy thì anh em sẽ để nguyên vậy luôn, nó còn mới luôn nha. Còn trong bọc luôn nha. Ở đây có khắc chữ Glock này. Còn mới luôn nha, mới hoàn toàn đây. Còn cái bọc này em không xé ra luôn nha, em để nguyên tình trạng như vậy cho anh em luôn, không xé ra luôn, để nguyên cho anh em sưu tầm. Rồi cái này giao lưu với anh em là 900.000, mã số 6. Mã số 6. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cây này lâu lắm rồi mới về đựng cây nè. Còn hộp nha. Johnson. Dưới đây không biết cái giấy gì, không biết 3.000 gì nè. Chuyện cái mộc. Cái này xuất qua Nhật. Xuất Nhật nhưng bán không hết rồi để chuyển qua châu Âu. Cái này sản xuất năm 1985 nè. Tháng 4, ngày 20 tháng 4 năm 1985. Có chuyện cái mộc nè. Cái giấy này cũng không quan trọng gì mấy đâu. Cái hộp của nó nè. Không biết phải hộp của nó luôn. Để về sau để nguyên vậy luôn. Không đụng chạm, không đụng chạm, chạm khắc. Cái này tình trạng là như một cái mới thôi. Đồng. Đó đồng. Xài xăng đá Johnson. Johnson bản tái bản năm 1951. Đây, 1951 dưới đây đây. Model năm 1951. Zoom lại. Rồi ok. Bản tái bản năm 1951 Johnson. Chỗ này chỗ vô xăng, chỗ này chỗ vô đá, còn nút này để tháo nguyên cái họng này ra. Đồng tình trạng mới luôn. Ở bên trong. Mới thì anh em biết rồi, nảy lửa. Rồi cái này giao lưu với anh em 600.000. Mới thì chỉ đi lướt quá thôi, không cần phải mô tả nhiều cho anh em mất thời gian. Tiếp theo là cũng là một cây để cho anh em đáng sưu tầm. Anh em nhìn cái hộp là anh em biết của cây nào rồi nha. Một cây đinh hiu. Đinh hiu. Cây này mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, chưa đụng chạm gì hết. Trong bên đây nó có cái giấy này. Cái này là người ta mua người ta sưu tầm á. Đây em cho anh em xem giấy tờ trước nha. Những miếng giấy này không biết có ý nghĩa gì với người ta, không biết nữa. Đây, giấy đây. Một miếng, hai miếng. Chả biết cái gì trong đây nữa, nó viết cái gì không biết. Nếu giấy này thì anh em mua về sưu tầm, anh em để nguyên. Đây một miếng nữa nè. Miếng giấy này không biết nói về cái gì không biết. Miếng giấy màu vàng. Đây là một cuốn sổ. Sổ tay. Sổ tay nói về cái gì không biết. Sổ đinh hiu. Ô cái hộp này không phải. Cuốn sổ này chắc không phải của nó rồi. Sao sản xuất máy in ở Anh nè. 20 gông gì. Ngày tháng 10 hả? Tháng 10 năm 80 hả? Đây là thẻ bảo hành. Chả biết luôn. Đây kha. Rồi, vậy đi. Bó tay. Các giấy tờ không phải của nó hay sao? Đây là một cây mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, chưa đụng chạm gì hết. Lắc cây bạc đã lên nước. Có những chỗ nó lên nước chưa đều nha. Còn anh em muốn làm cho sáng bóng lên, em sẽ làm cho sáng bóng. Còn em để nguyên tình trạng cho nó. Là một cây mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng một lần nào luôn. Nha, chưa qua sử dụng một lần nào luôn nha. Em mới bật thử. Ga cỡ này là tuột nhất à. Lên ga được nhưng mà tuột xuống lại cỡ đó là hết mức à. Rồi, cỡ này anh em xài cũng ok rồi, không quan trọng gì đâu. Anh em mua về sử dụng cũng được. Rồi, cái này giao lưu với anh em là 1.700.000, mã số 9. Những cây giá trị cao. Mã số 10. Mã số 10 là một cây Manoman. Tình trạng mới.
chưa qua sử dụng, nhưng mà quá trình bảo quản thì Marman là dòng của Nhật nha, quá trình bảo quản không kỹ, nó có hơi bị bong chóc nhẹ, mua về anh em sưu tầm hoặc là sử dụng. Cây này thì được sản xuất vào những năm 50-60, và cây này chính xác của ngày của người chủ cũ họ mua là năm 1949. Đây, ngày năm 1949, ngày 10 tháng 8 anh em. Đây, coi cái giấy này sẽ biết liền, Nhật nó gì lộn xộn lùm lùm chứ. À đây có miếng giấy này, miếng giấy của bên đây. Rồi tháng giữa, ngày sau, năm trước. Rồi tháng giữa, có nghĩa là cây này sẽ người chủ cũ họ mua đóng mộc để bảo hành á, là năm 1949 nè. À, tháng 8, ngày 10. Ngày 8 tháng 10 năm 1949. Giấy tờ đầy đủ nha, nguyên kiện của nó luôn, hàng của nó. Đây, đây là cuốn sổ của nó thì anh em khỏi bàn cãi đây. Chính xác chuẩn 100%. Đây, bản chất của nó đây. Ok nha. Maruman. Rồi một cây Maruman tình trạng là sản xuất thì trước, đương nhiên ngày mua thì năm 49 thì đương nhiên cây này phải sản xuất trước năm 49 rồi, hoặc là năm 49 thôi. Hoạt động bình thường. Gai C. Hoạt động bình thường nha. Đấy. Ok nha. Cây này giao lưu với anh em là mã số 10. 500k thôi. 500k nha. Ê, chết rồi, lỡ rồi. Tại vì hàng mới về mới khui ra. Suzuki. Anh em nào chơi Suzuki luôn, có chữ này sẽ thêm tiền nè. Suzuki nè, có chữ này phải thêm tiền được thôi, giờ lỡ lên 500k, lên 500k cho anh em luôn nha. Rồi ok, 500k nha, mã số 10. Tiếp theo mã số đây là một cây được tiện dụng cho anh em qua dễ sử dụng nè, tiện dụng nè. Anh em mua cây này về sử dụng dễ, tiện dụng nè. Cây này là một cây hoàn toàn mới 100%, chưa qua sử dụng một lần nào hết, còn nguyên bọc siêu của nó luôn. Và ở dưới đây là hàng của Nhật nha, hàng của Nhật, một cái hộp nhựa nắp bằng BK, hộp BK. Cái này phải dính keo thôi, chắc ám ố quá. Ở bên trong là một cái bao da, một cái túi đựng màu vàng, cái túi nhung, xứng đáng đồng tiền luôn, cái túi nhung. Đây, hàng của Nhật sản xuất, bọc zin của nó nha, tình trạng mới 100%, chưa qua sử dụng một lần nào luôn. Cơ chế là pin, do quá trình bảo quản nó có nhâm chỗ này nha. Ba cam thì anh em không biết thấy được, hơi khó khăn quá. Cái này nó sáng quá, do đó anh em bắt sáng ở chỗ này anh em không thấy được cái chỗ này. Nhâm kim nhẹ thôi, ngoài ra thì hoàn hảo, không gì chê nữa hết. Ga điện nha, viên pin này anh em vô tiệm đồng hồ mua sẽ có, viên pin này rất là dễ. Đây, bấm này nó sẽ cháy, ga hơi cao rồi. Em sử dụng sẵn, em tụ sẵn cái vít mới chỉnh ga hướng đó đúng không? Rồi ok, chỉnh được nha. Ê, tự nhiên chấm cái tay vô đó anh chị nó nổ là tẹt pin mà. Rồi lỡ cái này là xài ok nha mấy anh, nhảy 100%. Sorry anh em để chế độ màn hình nó zoom quá. Bấm nhẹ cái đó cháy. Anh em không cần dẫn như cảm biến với mấy anh. Thử độ nhạy thôi chứ chạm gì sao cháy được. Rồi ok, cái này giao lưu với anh em là mã số 11, 750. 750 nha. Một cây tình trạng mới hoàn toàn. Này của Nhật nha. Đây chuyện chi xe băng đây. Ở đây chỗ này là chỗ anh em tháo viên pin ra đây. Sẵn rồi. Chỗ này là tháo viên pin, anh em thấy nè, dặn cái này ra là nó lấy viên pin ra, trong nó có cái khay, em để pin vô nha. Rồi tiếp theo là mã số 12. Cái này mã số 11 là 750, mã số 12 đây, đu bông, nhưng mà cái này phum thấp. Giấy tờ đầy đủ nha mấy anh, tay này tình trạng là mới luôn á, em nghĩ là mới luôn á, ba cuốn sổ luôn. Lấy mấy cuốn sổ này ra, không biết để kiểm tra cái gì, không biết. Francis, sổ sách thì từ lửa chứ. Một cuốn, hai cuốn, cái tờ gì
Không biết viết cái gì vậy? Không hiểu. Giấy số 3. Cái này là 575. Đây. Tiếng Pháp là ngày trước hay tháng trước em cũng không gành luôn. 575 này, 1975. Chuẩn nha. Rồi. Cái này thì mới hoàn toàn, em chưa kiểm tra gì hết. Nhưng anh em nào muốn mua về sưu tầm á thì cứ để nguyên gì luôn, không cần phải tháo chỉnh cân chỉnh ga gì hết á. Còn anh em nào muốn mua về sử dụng á thì em sẽ kiểm tra ga lại cho anh em. Kiểm tra rồi thay gon thay giết gì đó nếu mà cần thiết. Còn không thôi thì cứ để nguyên gì cho anh em. Đây là những vết không có vết gì hết á. Nói chung là đẹp, mới hoàn toàn 100%. Đây. Những vết này là những vết đen, này là do thời gian bạc lên nước bên trong. Cái này lúc về thì hết ga, nhưng mà nãy em xịt vô, em bơm vô nha. Thấy cần tăng chỉnh ga bình thường ok. Mình phải bơm ga vô để coi nó hoạt động hay không thôi. Còn cầm ga hay không thì em không biết. Còn anh em mà lấy thì em sẽ sử dụng thì em sẽ làm lại hoàn toàn 100% đảm bảo cho anh em. Rồi em mới giao đi nha. Còn anh em mà muốn sưu tầm thì để nguyên gì luôn. Không gì bằng cải nữa hết. Một cây đu bông phong thấp. Ở đây có bát mã đây. Rồi cái này được sản xuất năm 1975, có ghi giấy rồi. Anh em khỏi phải lăn tăn nha. Rồi cái này giao lưu với anh em là 2.8 triệu, mã số 12. 2.8 triệu nha. Rồi tiếp theo mã số 13. Là một cây đinh hiu, cây này cực kỳ hiếm luôn. Phân đồng tiền. Đồng tiền may mắn. Cây này thật sự em tiếc. Tiếc một điều là cây này là giống như một cây chưa qua sử dụng vậy đó, như một cây mới. Nhưng mà người chủ cũ hỏi làm sao mà bị rơi, hồi nãy em thấy là nó có một vết. Ô cây này mới mấy anh ơi, không phải vết cứng. Cái vết này chắc cái vết này không phải vết cứng nha. Để em xem kỹ qua cái cam. Cái vết này không phải vết cứng. Cái vết này vết phay xước bị lỗi. Bị lỗi hay sao? Đây, cái vết này nè. Đây cái vết này nè. Vết phay xước bị lỗi nhà sản xuất hay sao á. Vậy là cây này hoàn toàn mới 100%. Đây, mới hoàn toàn 100%. Còn đinh hiu thì dòng đinh hiu thì anh em sẽ biết. Nhà sản xuất của Thị Sủy họ hay một cái á, là họ làm giả sử đu bông vậy, họ làm những cái mộc á. Anh em thấy nó lệch lên là xuống vậy đó. Nhưng mà thật sự họ làm được ngay thẳng được. Nhưng mà nhà đu bông đinh hiu nó vậy nè. Anh em nhìn á, nhằm khi bật ra vô nó cũng vẫn bay phai nhẹ chỗ này. Anh em đẩy nắp đẩy ra vô. Cái nước mạ vàng họ giữ. Không phải họ muốn làm giỏi đâu. Nhưng mà tại vì họ làm như vậy á. Tại vì họ muốn làm như vậy á. Còn cái nút này nó hơi đen đen. Rồi hoạt động thì bình thường thôi. Anh em yên tâm. Chân chu. Cái này quá đẹp. Cái này không có gì mà bàn cãi nữa chứ. Cái này giao lưu với anh em là 1.7 triệu luôn nha. 1.7 triệu luôn. Mã số 13. Vết đó không phải vết cấn. Vết đó chắc chắn là vết phay xước. Phay xước bị lỗi. Đúng chính xác 100%. Phay xước bị lỗi. Không phải vết cấn. Không biết phải vết cấn không. Nhìn không ra. Rồi. Một, hơi 6 điểm đó. Giao lưu với anh em 1.6 triệu thôi. Cho là vết cấn đi. Chừng 100.000. Còn 1.6 triệu. Ok nha mấy anh. Cho dích cấn đi. Rồi tiếp theo là mã số 14. Là một cây ga. Ga của Pháp. Mã vàng 14K này. Ở 18K chứ sorry nè. 18K GB. Đây. 18K GB. Sơn mài. Tình trạng còn keo. Này keo, vít keo nha. Để vít keo này cho bảo quản cái lớp mã vàng nó tốt thôi. Anh em đừng. Ga đá. À, ga đá. Tình trạng gì thì ga gì anh em xài được rồi. Tăng lên gao này. Hạ xuống này. Rồi ok. Ok nha.
Cái này giao lưu với anh em là 600 ngàn, mã số 14. Mã số 15 là một cây độc dược. Ngày hôm nay chỉ có mà lâu lắm rồi em mới về được cây này, to đùng luôn. Một cây cò mổ to đùng luôn nè. Tình trạng là như chưa qua sử dụng, nhưng mà quá trình bảo quản của người xưa người ta bảo quản không kỹ, nó có chày nhẹ. Xài xăng đá nha, mới hoàn toàn. Xài xăng đá, cây này của Nhật được sản xuất vào những năm 50. Cây này em giao lưu với anh em là 1,1 triệu. Tại vì sao? Tại vì nó có nhạc. Nhạc chỗ này nha, nhạc lên cót. Nó đang đờn nè mấy anh em nghe. Dẫn cót đây nha. Lên cót dẫn đây. Anh em bấm xuống là nó sẽ lên nhạc. Anh em bấm gì nè. Bấm thì mồi thuốc thì phải giữ gì là nó sẽ lên nhạc. Đây. Rồi 1,1 triệu nha, mã số 15. Để với bạn kêu lớn hơn mà. Rồi mã số 16 là một cây cò mổ che móc khóa. Cây này tình trạng cũng là một cây mới. Dơ thôi. Lau sẽ sạch thôi, vệ sinh sẽ sạch. Che móc khóa. Cái này giao lưu với anh em 500 ngàn nha. Mini. Cả hai ngón tay. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha. Chào tạm biệt mấy anh. Hẹn gặp lại mấy anh kênh sau. Bài hơi dài rồi.